quý vị khán giả đang đến với đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2022. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Á hậu 3 Nguyễn Thị Lan Hương. Xin chúc mừng và xin được kính mời Á hậu 1 Trần Thủy Thanh Giả, Á hậu 3 Nguyễn Thị Lan Hương sẽ trao giải người đẹp trí tuệ. Xin được chúc mừng tới quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Xin được cảm ơn Á hậu Trần Thị Thanh Nhã, cảm ơn Á hậu Nguyễn Thị Lan Hương.